bỏ con này. Cái gì? Mẹ con bỏ chị. Ờ. Thôi nín đi, bé Kim Di nín nè, các chú thương nè. Hả? Xu hướng tiêu dùng nông sản của thế giới đang chuyển dịch về khu vực các nước đang phát triển ở châu Á. Xin chào cô bác anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt trên cây cầu nối giữa hai tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Đây là một cây cầu bắc ngang sông Hậu. Thêm khoảng 30 cây số nữa thì mình sẽ đến một cái địa chỉ được cho là rất là khó khăn, đường nói trên quốc lộ 1 luôn ha cô bác anh chị. Cây cầu Cần Thơ này là một cây cầu rất lớn và được xây dựng giữa hai nước, đó là Việt Nhật. Sau một hành trình dài thì Bùi Hồ cùng với Một Đồng cũng như là Út Đồng Tháp đang có mặt tại huyện Vị Thủy của tỉnh Hậu Giang. Và kế bên Bùi Hồ đây là bé Kim Chi. Bé Kim Chi thì không nói thì chắc có lẽ cô bác quý anh chị cứ nghĩ Kim Chi là một cô bé lên 3 thôi. Nhưng mà thông tin với cô bác quý anh chị, bé Kim Chi á là năm nay đã 13 tuổi rồi. Và hiện nay Kim Chi học lớp mấy đây? Dạ con lớp 7. Học lớp 7 rồi đó cô bác quý anh chị. Hiện nay đang sống cùng với lại bà ông bà nội của mình. Và hằng ngày để đi đến trường được thì con làm sao phải đi đến trường được Kim Chi? Dạ nội chở con. Nội chở con trên một cái sọt đúng không? Dạ. Và nghe nói con học rất giỏi đúng không? Dạ. Và để tìm hiểu thêm về cuộc đời của bé nè, vì sao bé lại như vậy thì gặp bà nội sao. Còn bây giờ thì sẽ tâm sự về cái việc học hành của bé ha. Rồi các chú chào Kim Chi ha. Dạ. Kim Chi ơi, con dạ lớn lên tí xíu ha. Kim Chi là năm nay bao nhiêu tuổi nè? Rồi học lớp mấy, cô giáo chủ nhiệm tên gì, giới thiệu cho các chú biết với. Hả? Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 13. 13 tuổi. Rồi tên đầy đủ là gì? Dạ Nguyễn Thị Kim Chi. Năm nay con học lớp mấy trường nào? Dạ con học lớp 7 trường Trung học cơ sở Duy Thanh. Học lớp 7, lớp 7 mấy con? Dạ 7A6. 7A6, ở trong lớp có làm cái chức vụ gì không? Dạ không. Ở trong lớp mình chắc là mình bé nhất hay Kim Chi? Dạ. Rồi mỗi ngày đi đến trường là chú, các chú nghe nói là con phải được bà nội của mình chở đi. Dạ. Con từ bé từ nhỏ đến vậy có lớn được hơn miếng nào không? Dạ không. Không ha. Rồi là vô lớp mình nhỏ gì mấy bạn con hiếp mình không? Dạ không. Mình chơi với bạn này mình nói như thế nào? Không, không có ba mẹ con đâu rồi? Dạ mẹ con bỏ con rồi. Cái gì? Mẹ con bỏ chị. Thôi nín đi, bé Kim Chi nín nè, các chú thương nè. Hả? Còn ba con. Nín đi, nín đi. Còn ba con thì sao? Ba con có ở gần con không? Dạ không. Con chỉ ở với ông bà nội thôi. Hả? Bà nội hôm nay đi đâu rồi con? Dạ nội đi hái rau rồi. Bà nội đi hái rau. Bà nội đi hái rau để nuôi Kim Chi đúng không? Bà nội đi hái rau để bán hay là để ăn bé Kim Chi? Dạ bán. Bán ha. Bà nội đi hái rau đó là rau của bà nội trồng hay là bà nội hái rau dại? Dạ nội trồng. Nội trồng ha. Rau gì Kim Chi biết không ta? Dạ rau muống. Rau muống. Rồi gì nữa? Rau muống. Chỉ có rau muống thôi. Mỗi ngày thì nội thu nhập được bao nhiêu tiền Kim Chi? Nội không có nói. Nội không có nói với con. Hàng ngày con ăn cơm được mấy chén, nói cho các chú nghe với coi. Dạ nữa. Nửa chén thôi ha. Vậy là bé Kim Chi chỉ ăn có nửa chén. Một ngày ăn được nhiều lần không? Không. Không ha. Không ăn được nhiều lần, chỉ ăn ngày ăn mấy lần, nói cho chú nghe. Dạ hai. Hai lần buổi sáng với buổi chiều thôi. Đi học thì bà nội cho mình được bao nhiêu tiền đó? Đang ở nhà rồi, không có ăn ở trường. Chỉ ăn ở nhà thôi, không có ăn ở trường đúng không?
Vậy là bé Kim Chi không có xin tiền bà nội đúng không? À. Vì sao không xin tiền bà nội, chú không hiểu ta? Nội không có tiền. Nội không có tiền. Ủa sao nội, nội hái rau muống bán ít lắm sao mà không có tiền bé Kim Chi? Ít. Ít lắm hả? Còn ông nội là năm nay lớn tuổi chưa? Dạ lớn. Lớn rồi, con cũng không nhớ ông nội mình bao nhiêu tuổi nữa đúng không? Dạ. Ở trong lớp mình nhỏ vậy nè, các bạn ở trong lớp không có ăn hiếp mình đúng không? Dạ. Mấy bạn càng thương mình nhiều hơn đúng không? Bé Kim Chi có thể tự đứng được không? Dạ không. Con chỉ ngồi thôi hả? Dạ. Các chú đến đây á, được nghe nói thì nghe nói là con học rất là giỏi, mà hàng ngày đi học đến trường á là ngồi trong một cái sọt để cho bà nội chở đi, sẵn bà nội đi bán rau muống luôn đúng không? Dạ. Sau này lớn lên á thì Kim Chi muốn học trở thành, học làm cái nghề gì để phụ giúp bà nội mình? Thật ra con không có nghĩ. Con không có nghĩ tới ha. Con chỉ biết là cố gắng học thật giỏi thôi đúng không? Dạ. Rồi chú hỏi cái nữa nè, ai tắm cho mình? Bà nội. Bà nội luôn. Cơm mình có tự múc ăn được không? Dạ được. Được ha. Cơm mình cũng tự múc ăn được luôn. Mình thích ăn cơm với gì nè? Cá. Cá. Cá gì nói chú nghe thử coi. Cá mè dinh. Cá mè dinh. Ủa cá mè dinh xương không à? Ăn được. Ăn được ha. Có thích ăn thịt không? Dạ không. Không. Không thích ăn thịt, chỉ thích ăn cá mè dinh thôi. Nhưng mà có thèm món gì không nói chú nghe? Dạ không. Không có thèm hả? Bé Kim Chi ngoan lắm á, cô bác với anh chị học rất là giỏi. Năm lớp 6 con học được loại gì nói cho các chú nghe coi. Dạ học sinh giỏi. Học sinh giỏi được mấy phải? Cô không có nói. Cô không có nói, được hạng mấy? Chắc là cô không nói được. Chắc là giỏi dữ lắm rồi đúng không? Đúng không? Hàng ngày đi học về thì học bài lúc mấy giờ nói cho các chú nghe với anh? Rất chiều. Giấc chiều mấy giờ? Hai. Hai giờ, hai giờ học đến mấy giờ? Bốn. Bốn giờ. Có một điều chú hơi bị thắc mắc nè, ngày xưa chú cũng là đi dạy học á, thì các bạn nhỏ như bé Kim Chi vậy nè, thì không biết cô kêu lên bảng thì sao mình viết được? Cô không có kịp cả. Rồi trả bài. Cô cũng không có kêu. Cô chỉ kêu là đứng ở dưới trả bài thôi đúng không? Hả? Chứ không có kêu đi lên đúng không? Ừ. Rồi ra chơi thì sao? Mình có đi chơi không? Dạ không. Chỉ ngồi trong lớp thôi. Chú hỏi chuyện này nhỏ, tới vậy tí xíu. Ví dụ như con mắc vệ sinh, con không có đi được thì làm sao con nói với ai? Nói với bạn ra nói nội. Nói với bạn, rồi bạn ra nói với nội. Ở lúc đó nội có ở gần mình đâu? Có. Có nghĩa là con đi học là nội ở ở ngoài đường luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Vậy là đưa đi rồi chờ tan học về chỉ học trên lầu anh. Dạ. Nội là một phải nói là tình yêu rất là dạt dào luôn. Ba của bé. Mà nhỏ con là cho ở dưới không cho. Dạ. Còn ba của con là con có nhớ không? Dạ. Ba của con có ở đây, con có đi làm không? Hả? Ba của con có ở nhà không? Dạ. Ba của con đi đâu rồi? Đi làm. Đi làm rồi hả? Ba của con đi làm gì á? Làm công ty. Làm công ty. Công ty gì? Không biết. Ba thì làm ở Đồng Nai đúng không? Chỉ có bà nội ấy thôi, còn ba làm sợ ba không đủ ăn nữa đúng không bé Kim Chi? Nhớ ba không? Nhớ. Thôi bây giờ chú không chơi, chú không chơi, chú không nhắc ba mẹ nữa ha. Có gì thì nói chuyện vui vui với chú được không? Hẳn đi với bà nội thì có bao giờ ra chợ bán rau muống với bà nội không? Không. Bà chở xe, chiếc rau trên cái xe đạp sao đó thì có chỗ rồi nội. À, không có đi bán rau muống với bà nội ha. Chở bé Kim Chi đi học rồi bà nội mới bán rau muống sao? Rồi cái áo của Kim Chi á là ai may? Bà nội. Bà nội may luôn. Ôi trời ơi. Có một bà nội quá là tuyệt vời luôn. Ngủ tối ngủ chung với ai nói chú nghe rồi? Bà nội luôn. Bà nội luôn. Tối con ngủ chung với bà nội luôn. Có cái vòng đeo đẹp quá kìa, cái đồng hồ nữa kìa. Bây giờ là mấy giờ ta? 4:19. 4:19. Mấy giờ bà nội mới về? 5:00. 5:00 bà nội mới về. Bà nội đi đâu mà lâu dữ vậy? Nội đi
Dạ. Bà nội đi hái rau muống. Ngoài việc hái rau muống thì bà nội có làm gì để nuôi kim chi nữa không? Không. Không ha. Bà nội chỉ đi hái rau muống thôi. À, thưa thông tin với cô bác anh chị, đây là một cái con sông nhỏ, và để qua đây được đó thì Bùi Hồ cùng với các anh em cũng phải qua một cái bến đò. Và để qua bến đò đó thì Bùi Hồ cũng hỏi là Kim Chi ơi, con gửi cái vị trí cho chú nha. Là cầm cái điện thoại gửi cái vị trí được luôn. Hỏi bây giờ chú lên cầu rồi. Rồi bây giờ chú quẹo trái hay là quẹo phải, thì Kim Chi chỉ quẹo phải luôn. Đúng y chang luôn. Gửi vị trí được luôn. Và đặc biệt có một điều rất là hay nè cô bác anh chị. Nói thôi bây giờ con ra đón chú đi. Con không có đón chú được chú ơi. Thật ra thì trong cái suy nghĩ của Bùi Hồ, bé Kim Chi nó không phải là bé như vậy, nhưng mà lại đây thì gặp bé Kim Chi thân hình nhỏ nhắn như thế này nè, thì cũng khá là bất ngờ ha. Nó đâu có đứng được đi đó. Ví dụ như có ai dìu con đứng được không? Dạ không. Con chỉ ngồi thôi hả? Dạ. À, ở trong lớp là con làm cái chức vụ gì trong lớp á? Không có làm. Không có làm. Ồ, không có làm gì hết trơn ha. Ngước mặt lên đây, bé Kim Chi xinh gái quá ta. Đẹp gái nè. Đẹp gái quá. Nghe nói là học giỏi dữ lắm luôn. Ở nhà toàn là giấy khen nhóc hết trơn kìa. Hình như chú Điếm hồi nãy là 7 tờ giấy khen hay gì á. Là 6 tờ. 6 tờ hay 7 tờ Kim Chi? Nhớ không? Nhớ không, 6 tờ hay 7 tờ? Để từ từ suy nghĩ. Đang đếm nè, thấy không? 8. 8 tờ. Ờ vậy là số 6 nè, có 6 tờ, sao tới 8 tờ dữ ta? Sao tới 8 tờ vậy? 2 mẫu giáo. Dạ. 5 lớp 1 với 2 lớp 6 là 9. Nhớ hết trơn luôn á, giỏi ghê. Ờ vậy là mẫu giáo cũng có giấy khen luôn hay gì á? Ừ. Chú hỏi nè, trong lớp là con phải học môn gì nhất? Mỹ thuật. Mỹ thuật, vậy là vẽ giỏi lắm đúng không? Đúng không? Con thích vẽ về cái gì nhất nói chú nghe. Vẽ logo lớp. Hả? Vẽ logo lớp. Logo lớp hả? À? Có vẽ được chưa? Dạ. Có thể cho chú xem được không? Cô giữ bạn rồi. Cô giữ lại rồi. Rồi còn vẽ gì nữa nói chú nghe coi. Chưa học. Chưa học. À, ai thì cũng có ước muốn hết á. Và bé Kim Chi cũng đã lớn rồi nè, cũng bắt đầu cũng có ước muốn. Bây giờ chú hỏi bé Kim Chi coi, con có ước muốn gì thì nói đi, chú có thể thực hiện được cho con. Con ước muốn gì nhất nói đi chú nghe. Không biết. Ước muốn thật nhiều tiền không? Để làm gì? Có nhà. Có nhà ở. Nhà của mình ở có bị dột không ta? Có. Cái nhà của bà nội Kim Chi á, cô bác anh chị. Tí xíu nữa thì bà nội về Bùi Hồ quay cho cô bác anh chị. Được dừng bởi những cái miếng cắt tông á, của những cái thùng giấy á, nên thành nữ là chưa quay được á. Ở trong lớp là hát có giỏi không? Không. Không hả? Hát không giỏi. Nói rất là thông minh nha. Đặc biệt là Bùi Hồ rất là thương bé. Tại vì đó, nói chuyện là dạ thưa, mở miệng ra là dạ thưa. Mà để kiểm chứng được coi là bé đọc chữ như thế nào thì chắc có lẽ là nhờ anh Một Đồng lấy cuốn sách công nghệ kế bên cho bé ha. Năm nay là, bữa nay là ngày hôm thứ mấy quên rồi Kim Chi ơi. Hôm nay là thứ mấy? Dạ thứ 7. Thứ 7 ha. Bây giờ có thể lật một trang nào đó bất kỳ, đọc cho các cô chú ở nước ngoài nghe cho sợ bé Kim Chi luôn rồi. Nãy bé Kim Chi gần bé Kim Chi học quá trời giỏi luôn. Đây, để chú đọc ở đây được không? Ở Việt Nam này được không? Dạ. Cầm cuốn sách nổi không con? Nổi. Ở Việt Nam, lĩnh vực lớn lớn đi con. Trồng trọt đã có những thành tựu về xuất khẩu nông sản được thế giới biết đến. Gạo, cà phê với xu hướng tiêu dùng nông sản của thế giới đang chuyển dịch về khu vực các nước đang phát triển ở châu Á. Ngành trồng trọt của Việt Nam càng có lợi để phát triển hơn nữa. Phương thức trồng trọt đang chuyển dần sang hướng
hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. Xu hướng canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp ngày càng mở rộng để tạo ra sản phẩm đạt chuẩn cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Hết rồi. Hết rồi. Đâu? Tới đâu mà hết rồi? Đây nè. Ồ, con đọc gì nhanh dữ vậy? Đọc chạy vòng, đọc chạy chữ, chạy vòng á. Rồi, cái chữ này là chữ gì? Đọc nguyên dòng màu đỏ cho chú nghe. Định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt. Cái từ Việt Gáp là sao chú không hiểu luôn á? Chắc con không biết. À, học toán, ví dụ như toán mà con học phép nhân, con học giỏi không? 7 x 7. Chắc chưa học. Từ từ biết à. 7 x 7 bao nhiêu? 7 x 2 nhiêu? 14. 9 x 2? 18. 3 x 7? Hả? 3 x 7? Anh tính là biết gạo. 21. 21. Ủa tính sao hay vậy ta, thấy đưa 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 ngón tay cái thành 21 rồi. Là sao chú không hiểu luôn á? Hả? Chú không hiểu đưa vậy mà 21 luôn. 5 x 4? 20. 5 x 7? 35. 4 x 6? 24. Trời ơi, đối với Bùi Hồ thì bé Kim Chi là giỏi nhất trong lòng của các anh em trong ngày hôm nay rồi. Trong cái tiếng nấc á, tiếng nấc của ngay chỗ cổ họng nè, thì bé vẫn tính được. Tại vì đôi khi thì cũng thấy thấy nghẹn ngào. Tính vậy là quá giỏi rồi. Nên thành nữ là mình không cần đòi hỏi gì hơn, chỉ cần học giỏi, đọc chữ giỏi, thương bà nội lắm. Có bài thơ nào nói về bà nội không? Có bài thơ, có bao giờ bà nội đi mấy ngày cái mình nhớ mình buồn không? Nó không có đi mấy ngày. Bà nội không bỏ đi. Nó chiều gì à, bỏ nó nhà gì đó. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ chú có thể dìu con đứng dậy được không? Dạ không. Cầm chú dịnh con đứng lên được không? Được hả? Chắc nhờ Úc Đồng Tháp hay là một đồng gì để coi đứng lên coi bé cao như thế nào ha. Để coi chiều cao của bé Kim Chi. Đâu? Quá. Ây da. À, cái chân yếu lắm. Cái chân yếu lắm cô bác của anh chị. Khi mà Bùi Hồn dìu bé, cái chân của bé rất là yếu luôn. Nên là nữ là mọi cử động đều phụ thuộc vào bà nội hết à. Đúng rồi. Nên từ chỗ đó bà nội không thể mà bỏ đi lâu ngày được. Cái chân này của con yếu lắm đúng không? Dạ. Con ngồi ngày xưa đi là có bị dấp té không? Dạ không. Không hả? Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào bà nội hết à. Khi mà Bùi Hồ và các anh em ở đây á, phỏng vấn bé thì chú cũng thấy cũng muốn khóc nữa kìa, cũng ngậm ngùi. Bởi vì đi học có trở mấy cô giáo thương. Cô giáo thương lắm. Ngoài ước muốn có tiền, ước muốn gì nữa không? Không hả? Ở nhà mà nếu như mà bà nội đi á, đi hái ra muống á, thì khát nước mình làm sao? Nội làm bình nước sẵn. Nội làm bình nước sẵn hả? Rồi đói bụng. Nội để bánh. Nội để bánh. Rồi lỡ mình mắc vệ sinh rồi sao? Nội điên vậy rồi sao? Không có mắt. Không có mắt ha. Làm nghiên cứu nó quen vậy con không có đậu gì nó mới đấy. Dạ.
Đây là một trong những cái tình huống, những cái hoàn cảnh mà các anh em rất là xúc động. Mặc dù là đổ một cái đoạn đường cũng khá là xa cô bác anh chị, nhưng mà các anh em cố gắng đến đây để chia sẻ thước phim này. Thứ nhất nói về cái gương hiếu học. Dạ, bà con có bạn giới thiệu một cái tấm gương hiếu học nè. Thứ hai là hoàn cảnh của bé nè. Đây là một cái không gian mà bé Kim Chi hàng ngày phải ngồi ở đây đợi bà nội về, cũng như là sau khi đi học về á, thì cái không gian của bé nè. Lúc nãy thì các anh em cũng muốn cố tình đưa bé ra ngoài kia để ngồi cho nó thoáng một tí xíu. Cô bác quý anh chị có thể tưởng tượng được rằng khi mà bà nội đi á, cũng không quên lo cho cháu mình một cái bình nước nhỏ nhỏ như thế này nè. Bình nước đâu, bình nước gì hả Kim Chi? Trà xanh. Trà chanh. Ồ, ngon ta. Trà chanh hay trà xanh? Trà xanh. Trà xanh. Trà xanh. Tối ngủ ở đâu? Trong đó đó. Ở trong kia. Ồ, trời, ở nhà này lại một nhà tre nha cô bác quý anh chị. À đây nè, vì mưa quá nên thành thử là bà nội bắt buộc phải dừng lại cái miếng mũ. Và ở trên là những giấy cạc tông nè, cô bác anh chị đâu. Giấy cạc tông của những cái thùng á, đã sử dụng xong á, thì bà nội lấy bà nội che lại. Vì là tôi ở trên dột nhiều lắm rồi. Dột nhiều lắm đó. À, che lại. Có tivi này nữa nè, nhưng mà tivi này còn sử dụng được không Kim Chi? Bị mất tiếng rồi. Bị mất tiếng rồi. Ồ, ở trong đó là cây tạm không kìa. Ngủ trong mùng trong đó nè. Ngôi nhà này, ngôi nhà này ngày xưa là ai cất cho bà nội? Người ta thấy thương ghê ha. Ngủ ở đây rồi bà nội có dặn, ngồi ở đây bà nội có dặn là nếu như mà gặp người lạ vào thì mình sẽ sao? Bà nội không có dặn. Bà nội không có dặn, mai mốt mà là người lạ vào là không có cho vào nha, chưa nó không có bà nội vậy. Ở nhà có gì qua hỏi chú nha. Hồi sớm mà các chú vô đây là cũng hỏi chú của con á nha. Bây giờ thì cũng đã hơn 4:30 và để hiểu rõ thêm về cuộc sống của bé Kim Chi á thì đợi bà nội về để tìm hiểu thêm và cũng như có một cái phương hướng giúp đỡ nha cô bác anh chị. Tại vì bây giờ hỗ trợ bé Kim Chi cũng không có biết cầm những cái hẹn kim á, nên thành nữ là hẹn lại cô bác anh chị ở video clip sau ha. Còn bây giờ thì xin chào các anh em, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau. Hiện nay cũng khá là muộn rồi nên là nữ cố gắng nán ở đây quay lại thêm tí xíu nữa, mong cô bác quý anh chị thông cảm và ủng hộ kênh của các anh em ha.